chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do đã có sự chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, sự vào cuộc tích cực hiệu quả trên tinh thần trách nhiệm cao nhất của các ngành chức năng, các địa phương và sự vào cuộc của nhân dân trong tỉnh trong phòng chống bão, nên toàn tỉnh không ảnh hưởng về người. Song cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất lớn tới sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân Hưng Yên. Hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình thời sự để phản ánh về công tác kiểm tra, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và các giải pháp khắc phục hậu quả sau bão của các ngành chức năng, địa phương và người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá công tác, chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có thương vong về người, thiệt hại ước tính trên 150 tỷ đồng. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Khi đổ bộ vào đất liền, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16-17, phạm vi ảnh hưởng tới 26 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở ra. Sơ bộ một số thiệt hại bước đầu gồm 9 người chết, 200 người bị thương, 13 người mất tích, nhà cửa, cột điện, lúa, hoa màu, lồng bè bị thiệt hại. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Hiện nay, bão đã tan, nhưng theo dự báo, mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày mai, mùng 9 tháng 9 ở các tỉnh miền Bắc. Nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Chuyển lời thăm hỏi chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương có mất mát về người và tài sản do bão số 3. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh 5 mục tiêu và các giải pháp cấp bách, trong đó cần tập trung cao độ cho việc tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, lo hậu sự cho người xấu số, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không để học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh, khắc phục ngay các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, kịp thời, ứng phó hậu quả với hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún. Thủ tướng cũng kêu gọi chung tay hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương bị thiệt hại bởi bão số 3. Đầu giờ sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, trong đó tập trung kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương có nhiều diện tích cây trồng ăn quả, hoa, cây cảnh, diện tích lúa bị đổ, các khu cụm công nghiệp, các dự án công trình đang xây dựng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các địa phương khẩn trương tập trung huy động phương tiện, nhân lực cho công tác tiêu úng bảo vệ diện tích lúa hoa màu. Đối với diện tích lúa bị đổ ngả, cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân buộc dựng lại, đồng thời tiến hành thống kê cụ thể, xác thực những thiệt hại do bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, từ đó đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời. Những việc sau bão cần lưu ý huy động lực lượng dọn dẹp đường giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vận hành có hiệu quả hệ thống thủy lợi, kênh mương, trạm bơm và các cống tiêu thoát nước, không để ngập úng ở khu vực sản xuất, dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, doanh nghiệp. Việc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra là hết sức cần thiết và khẩn trương, kịp thời, nhưng quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người cho lực lượng tham gia. Ngành điện lực huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư, nhân lực để nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất, phục vụ đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên, trao quà cho các gia đình yếu thế do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại huyện Phù Cử. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Phụ nữ tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Xuyên ở thôn Quế Ải, xã Minh Hoàng. Cụ năm nay trên 80 tuổi, bị gãy tay trước bão, kinh tế gia đình khó khăn, đã được di rời sang nhà văn hóa thôn trước bão. Thăm tặng quà cho bà Trần Thị Sợi ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam. Nhà bị bay hết mái, phải di chuyển sang nhà khác ở. Mỗi hộ được nhận 5 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác. Đồng chí Trần Quốc Toản đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hộ dân, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm khôi phục sản xuất,
nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn, các lực lượng vũ trang và đoàn thể trên địa bàn tỉnh bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình hoàn cảnh từng hộ gia đình, nhất là những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, yếu thế để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ, đồng thời tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau bão. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 tại huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Điện lực Hưng Yên tập trung toàn lực lượng, làm việc liên tục, khắc phục cơ bản các sự cố điện để sớm vận hành các trạm bơm phục vụ chống úng và đảm bảo sản xuất. Nhiều cái cột điện cao thế bị đổ, do vậy cái nguồn điện là cung cấp cho các trạm bơm này là không hoạt động được. Đây là một cái tổn thất rất là lớn. Tuy nhiên đây thì ngành điện ở đây cũng các đồng chí cũng có kế hoạch và có phương án rất là tốt để phân vùng, để cách đi những cái đoạn mà không bị không khắc phục được để chia đoạn khắc phục ra, đó để tiếp tục khắc phục cái hậu quả. Và trên cái điểm này thì tôi giao cho ngành điện lực trong ngày hôm nay trước 6 giờ tối là 100% tất cả các trạm bơm của toàn tỉnh là phải được khắc phục, đấy là được có nguồn điện cung cấp để chúng ta tiếp tục hoạt động 24/24 để phòng sau khi mà có bão thì tiếp tục là mưa lớn. Mà mưa lớn thì đương nhiên là cái nước hiện nay chúng ta nước ở trong lòng cũng rất là nhiều rồi. Dù mặc dù là cái ảnh hưởng nó giảm thiểu tương đối nhưng mà do bão lớn mưa to, do vậy cái mực nước tiếp tục dâng cao thì các trạm bơm này hơn 400 tổ máy của toàn tỉnh này phải được hoạt động cơ bản 100%. Cùng với đó các đơn vị viễn thông tập trung khắc phục các sự cố để bảo đảm thông suốt. Công ty khai thác công trình thủy lợi khi có điện khẩn trương vận hành các trạm bơm tiêu, tiếp tục khơi thông dòng chảy, khoanh vùng ưu tiên các khu vực bị ngập úng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn người dân dựng buộc các diện tích lúa và cây ăn quả bị đổ, cũng như khắc phục, chăm sóc sau bão. Lực lượng công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể và nhân dân khẩn trương thu dọn cây bị đổ, dọn vệ sinh môi trường ngay trong ngày hôm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn bộ các trường dọn dẹp vệ sinh trường học để chuẩn bị đón học sinh. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp phối hợp với các lực lượng thăm hỏi, có chính sách hỗ trợ ngay các gia đình chính sách, nhất là trẻ em, người già và các đối tượng yếu thế. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huy động lực lượng khắc phục hậu quả do bão gây ra để sớm ổn định sản xuất kinh doanh như trạng thái ban đầu. Tại thành phố Hưng Yên, bão số 3 đã làm trên 900 cây xanh đô thị, gần 150 biển quảng cáo và hàng chục cột điện gãy đổ xuống đường phố, gây cản trở giao thông đi lại của nhân dân. Ngay trong đêm mùng 7 và sáng ngày mùng 8 tháng 9, thành phố đã huy động mọi lực lượng, phương tiện, thiết bị tập trung khắc phục hậu quả sau bão. Cùng với lực lượng chức năng, đầu giờ buổi sáng, người dân tổ dân phố Lê Lai, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đã dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh quét dọn đường phố trước cửa khu vực gia đình mình. Khu vực công viên Nam Hòa thì cơ bản là cây là gãy đổ, thế rồi là các cái cột đèn đây thì có những cái bóng thì nó bay cái đèn đi, thế rồi là nó siêu vẹo đi. Thế biển quảng cáo ở khu vực công viên Nam Hòa là cũng đổ, chúng tôi chỉ đạo xuống đến người dân người ta cũng phòng tránh hết tốt. Hơn 300 cán bộ công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên cùng các lực lượng như Điện lực thành phố, Cảnh sát giao thông thành phố đã ra quân cưa cắt, dọn dẹp cây cối bị đổ gãy trên các tuyến đường đô thị. Phấn đấu sẽ dọn dẹp xong trong ngày 8 tháng 9 để trả lại đường thông hè thoáng. Ngày hôm nay thì công ty sẽ thực hiện giải phóng được giao thông để cho người dân đi lại thuận tiện. Còn công tác khắc phục bão thì sẽ còn nhiều ngày sau này nữa. Tại các vùng trồng lúa, rau màu và cây ăn quả trên địa bàn thành phố cũng thiệt hại đáng kể, với trên 50 hectare lúa bị đổ, gần 90 hectare rau màu dập nát hỏng và trên 420 hectare chuối bị gãy đổ. Đây hầu hết là các diện tích chuối đã ra buồng, chuẩn bị cho thu hoạch từ nay đến Tết, nên thiệt hại của bà con trồng chuối là rất lớn. Thế người ta lại chặt trong bê để rãnh thành một luống, dọn đi để trồng lúa mới. Cơn bão số 3 này thiệt hại nặng nề nhất đối với bà con nhân dân, đó là hơn 150 hecta chuối của bà con dân hiện nay là đang đi vào là thu hoạch, và thu hoạch từ nay đến Tết làm sao cho bà con dân được đảm bảo. Thế nhưng tuy nhiên đến giờ phút này thì đã mất trắng 100%. Ngoài gần 2.000 hecta diện tích canh tác nông nghiệp chịu thiệt hại, trong đó hàng trăm hecta là cây trồng chủ lực như là chuối, cây có múi, cây cảnh bị ảnh hưởng nặng nề.
tại huyện Khoái Châu, một số diện tích đất canh tác ven sông đã bị sạt lở nghiêm trọng. Bà Mầu có hơn 1,5 mẫu chuối trồng tại thôn Kiến Châu, xã Tân Châu. Tranh thủ thời tiết chưa có mưa lớn, bà cố gắng tận thu diện tích chuối già trở về nhà. Vì cơ bản hầu hết diện tích chuối của gia đình đều là chuối non để bán vào dịp Tết. Thế nhưng, gần 100% diện tích trồng chuối của gia đình đã bị cơn bão số 3 xô đổ. Của tôi một mẫu chuối tiêu, mấy cả năm xào chuối tây, đỏ hết. Không được cái nào chuối đều vào chuối Tết thôi. Chuối non coi như là chưa được, đều không ăn được, đều phải vứt đi. Chuối vào đến Tết là bán tầm 200 nghìn một buồng. Xã Tân Châu có trên 160 hectare cây ăn quả và rau màu bị thiệt hại. Nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái. Nguy hại hơn, gần một cây số đất canh tác bên bờ sông thôn Kiến Châu đã bị sạt lở nghiêm trọng. Bây giờ là nó đang sạt và hết cả chuối xuống sông rồi, cả quất quýt của dân là sạt hết xuống sông rồi. Diện tích sạt như thế nào? Chiều dài thì nó rơi vào tầm một cây số, rộng ra thì có chỗ lên 30 mét, chỗ lên 50 mét. Toàn huyện Khoái Châu có trên 400 nhà bị tốc mái và hư hại, trên 1.000 cây xanh bị gãy đổ, gần 2.000 hecta diện tích canh tác nông nghiệp chịu thiệt hại. Trong đó, trên 500 hecta lúa bị đổ, trên 900 hecta cây ăn quả bị thiệt hại và trên 350 hecta rau màu, hoa cây cảnh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều cột điện, mái nhà, trường học bị lật đổ. Một số diện tích đất canh tác ven sông Hồng tại các xã Đại Tập và Tân Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Trên 100 hecta diện tích chuối tiêu và chuối tây và diện tích cây ăn quả là bị thiệt hại 100%. Trước mắt là chúng tôi đã đi dọn dẹp tất cả các tuyến đường, tuyên truyền vận động nhân dân là chúng ta phải dọn dẹp cây hoa màu bị thiệt hại tại khu ruộng nhà mình để chúng ta có thể khởi điểm lại những cái cây trồng gọi là ngắn vụ. Các địa phương tại Khoái Châu đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, các tổ đảm bảo an ninh trật tự là nòng cốt tổ chức dọn dẹp vệ sinh cây cối đổ bên đường, cũng như tuyên truyền bà con chủ động thu hoạch phần diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn giao thông đi lại của người dân, cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản trong nhân dân. Ghi nhận trên cánh đồng thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang vào lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 9, gia đình anh Huyền có 5 sào ruộng với trên 1.000 cây cảnh, cây có múi vẫn đang nỗ lực dựng lại các chậu cây cảnh bị bão táp đổ. Trong đó có 1.000 cây bưởi cảnh, 200 cây cốt cảnh bị ảnh hưởng. Được biết, ngay sau khi gió dừng, trong đêm gia đình anh đã ra đồng khắc phục hậu quả và trong sáng nay đã khắc phục xong. Cơn bão vừa rồi cũng thiệt hại cũng lớn đấy, mất khoảng 30%, đổ khoảng 30%. Bưởi mới quất dù, quất lu, quất sọ dừa, mỗi thứ đổ một ít. Bây giờ thì đã dựng lên rồi, khắc phục xong. Tới đây xong thì phải phun nước rửa các cái lá cho sạch đi cho đỡ hẩu, mới lại đi vào chăm sóc, phun cho khỏi bệnh, phòng bệnh. Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện có mưa rông kèm mưa lớn với gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 trên cấp 10. Tổng lượng mưa đo được khoảng 174mm. Huyện Văn Giang có 65 nhà dân bị tốc mái, ảnh hưởng hư hại. Khoảng 150 nhà xưởng, nhà giàn, nhà lưới, trồng cây bị thiệt hại, tốc mái, xô nghiêng. Bão số 3 cũng làm hơn 2.000 cây xanh bị gãy đổ. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có 150 hectare diện tích nhà giàn, nhà lưới trồng hoa cây cảnh bị sập, tốc mái, hư hỏng. 70 hectare hoa cây cảnh, quất, bưởi cảnh bị ảnh hưởng, đổ vỡ chậu, gãy cảnh, rụng quả. 65 hectare hoa màu bị dập nát, 55 hectare cây ăn quả, 13 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 4 xe ô tô, 6 xe máy, 2 xe cải tiến bị cây đè hư hại. Văn Giang bị mất điện nhiều giờ liền, hệ thống mạng viễn thông, di động cũng bị ảnh hưởng gây tắc nghẽn mạng. Tại các khu dân cư không có úng ngập nặng, hệ thống kênh mương nội đồng, công trình thủy lợi, đê điều vẫn đảm bảo an toàn. Ngay sau khi bão tan, các hộ trồng hoa cây cảnh cùng các lực lượng chức năng huyện, chính quyền cơ sở đã bắt tay vào khắc phục hậu quả do bão gây ra. Mặc dù đã chuẩn bị các phương án để đối phó với bão số 3, song do lượng mưa lớn và gió lớn đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và hoa màu. Khắc phục tình trạng đó, ngay trong sáng nay, huyện Yên Mỹ đã huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp, nhanh chóng khắc phục hậu quả. Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình chị Hay đã tới các mảnh ruộng để khắc phục 4 mẫu ổi đang cho thu hoạch bị đổ và ngập nước. Ước vụ này, gia đình được thu khoảng 30 tấn quả. Tuy nhiên, từ hôm qua, gió cuột mạnh cộng với mưa lớn đã khiến nhiều diện tích bị rụng quả. Thiệt hại quá lớn, ổi đang đều năm thứ hai, thứ ba đều đang tầm rộ để được thu. Ở trong nhà kia còn bật hết cả mái chăn nuôi gà, mà bây giờ đang huy động các nhân lực để chống lại xem nó có cứu vãn được ít nào không. Bão số 3 đã gây thiệt hại tại huyện Yên Mỹ, gồm 38 nhà bị tốc mái, hư hại, trên 560 hectare lúa, hoa màu và cây ăn quả bị gãy đổ,
hàng nghìn cây xanh bị đổ và hư hỏng. Ngoài ra một số công trình trường học như mái nhà, lán xe, tường bao cũng bị tốc mái và đổ sập. Ảnh hưởng nhiều nhất là các xã Hoàn Long, Giai Phạm, Đồng Than. Ngay trong sáng nay là chúng tôi cũng đã huy động lực lượng dùng máy móc cắt tỉa cành, dựng lại cây, nhất là các cái trường học thì trong ngày nay phải dọn dẹp xong để ngày mai các cháu có thể học bình thường. Huyện cũng đang chỉ đạo cho các xã cùng Hội Chữ Thập Đỏ huyện tổng hợp các cái thiệt hại của các nhà dân để xem xét cái hỗ trợ. Huyện Yên Mỹ chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn tích cực khắc phục theo phương án 4 tại chỗ, ưu tiên hạ tầng giao thông, sửa chữa trường học, nhà ở của người dân. Ngay từ đầu giờ sáng nay, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào đã tập trung các biện pháp để khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Huyện Văn Lâm có 1.000 cây xanh bị gãy đổ, 1.000 hecta lúa bị đổ, trên 30 hecta cây ăn quả, hoa màu và cây trồng khác bị ảnh hưởng, 137 nhà ở, trụ sở bị tốc mái, 2 nhà xưởng bị sập. Có 2 hộ dân ở xã Đại Đồng và 1 hộ dân ở xã Lương Tài được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện nay huyện đang tập trung lực lượng khắc phục ngay các sự cố do mưa bão, ưu tiên các tuyến đường giao thông, cơ sở y tế, trụ sở các cơ quan, diện tích lúa do màu bị ngập úng gãy đổ, khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, nhất là trẻ em, người già và các đối tượng yếu thế. Phường Phan Đình Phùng là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 400 hectare lúa đang trổ bông bị đổ, chiếm gần 90% diện tích canh tác. Hàng trăm cây xanh, gần chục mái tôn bị tốc mái, trong đó nhiều nhất là 500 mét mái tôn trường tiểu học và trung học cơ sở xã. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhà trường cũng như tập trung các lực lượng, các ngành đoàn thể là đến là dọn dẹp gọn gàng để sáng ngày mai là đón các cháu đến trường, dọn dẹp tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Trên địa bàn phường Nhân Hòa, tuy thiệt hại về kinh tế không lớn nhưng ảnh hưởng do bão gây ra là khá nhiều. Chủ yếu là cây xanh đổ ngang đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cái số lượng cây đổ rất là nhiều. Sau khi cơn bão đi qua thì ngay trong đêm hôm qua là chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an phường cộng mấy trưng dụng 20 chiến sĩ của đơn vị tên lửa J63 huy động của nhân dân là 4 cái xe tải thế và 4 cái máy cắt tay để làm sao là giải phóng đảm bảo cái việc mà giao thông được thông suốt. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có gần 200 nhà bị tốc mái, gần 1.000 cây xanh bị đổ gãy, diện tích lúa đổ là gần 1.700 hecta, 30 hecta rau màu và cây ăn quả, 4 cột điện bị gãy đổ, các ao hồ, đầm nuôi trồng thủy sản cơ bản an toàn. Thị xã thành lập nhiều đoàn kiểm tra xuống các xã phường đôn đốc công tác khắc phục hậu quả. Thưa quý vị và các bạn, là những huyện có nhiều diện tích lúa bị ảnh hưởng do bão gây ra nên chính quyền và nhân dân các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ và Kim Động đã chủ động tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại, hạn chế thiệt hại tới sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại các cánh đồng lúa của huyện Ân Thi. Thời tiết lúc này thì vẫn đang có mưa và gió vẫn đang rất là to. Thế nhưng mà đã có rất nhiều người nông dân ra cánh đồng để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Người nông dân cho biết thì ở đây đã rất nhiều diện tích lúa chuẩn bị đến ngày thu hoạch. Và nếu cứu muộn thì năm nay sẽ là một năm thất thu. Lúa vụ mùa hiện đang là cây nông nghiệp chủ lực của huyện Ân Thi với khoảng 6.000 hecta. Sau cơn bão số 3, hơn 3.300 hecta bị đổ. Một số chân ruộng trũng tại các xã Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Hồng Vân bị ngập cục bộ. Ngoài ra, khoảng 45 hecta cây rau màu, 35 hecta cây ăn quả cũng bị ảnh hưởng do mưa và gió lớn. Gần 4 mẫu lúa của gia đình ông Quỳnh sẽ được thu hoạch trong khoảng 1 tuần nữa. Nhưng nay, phần lớn diện tích đã bị đổ, bông ngập trong nước. Vì nhà nào đã đổ hết, thuê ai được. Hai vợ chồng chỉ khắc phục, túm được bao nhiêu thì được thôi. Gãy bông mới nó thối cây hết. Đang chống úng đấy, bên cả hai máy bơm sáng. Từ chiều qua, đấy, từ qua mới là một số nhà đã túm rồi nhưng mà không ăn thua. Bão số 3 còn khiến cho 755 nhà dân, trường học, trụ sở bị tốc mái, một nhà tạm bị sập, hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ. Không có thiệt hại về người, huyện Ân Thi đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả của bão. Huy động toàn bộ lực lượng của thị trấn Ân Thi đã tập trung vào những khu mà ảnh hưởng bị nghiêm trọng, dọn dẹp là cây cối, ảnh hưởng lên đường 38 mới cũng như đường tỉnh lộ 200 hoặc là tập trung ở các cái trường học, trạm y tế cũng như là các cái khu di tích lịch sử ảnh hưởng đến đi lại của người dân. Có một trường hợp mà hộ gia đình bị tốc mái, Ủy ban nhân dân thị trấn cùng các ngành đoàn thể đã tập trung lực lượng và di chuyển về nơi an toàn và trong sáng nay chỉ đạo cấp ủy chi bộ thôn ra hỗ trợ gia đình là dọn dẹp cũng như là sửa sang về nhà. Huyện Ân Thi tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra dọn dẹp cây đổ, khắc phục ngay các điểm ách tắc,
do cây đổ để đảm bảo giao thông thông suốt sớm nhất sau bão, với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, thực hiện làm ngày làm đêm, sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường. Tại huyện Phù Cừ, có gần 70 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, trong đó có một số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Hệ thống cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nhẹ như trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, trường Mầm non Quang Hưng, Chi cục Thuế. Đặc biệt, có gần 3.000 hectare lúa bị đổ, trong đó nhiều xã bị thiệt hại nặng nề như Quang Hưng, Nhật Quang, Tống Phan. Gần 600 cây xanh bị đổ, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của nhân dân. Đối với Quang Hưng, qua kiểm tra rà soát thống kê thì toàn bộ diện tích 282 ha lúa thì có đến 95% là lúa bị đổ, còn 30 ha diện tích lúa hoa màu của nhân dân, rau màu là bị hỏng, cây trường mầm non là bị tốc mái và hai nhà dân là bị tốc mái. Huyện Phù Cừ đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục kịp thời, nhanh chóng. Trong đó, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành tất cả các trạm bơm tiêu, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, điện lực Phú Tiên nhanh chóng khắc phục sự cố điện cho nhân dân sớm trở lại kinh doanh sản xuất. Các địa phương rà soát các hộ dân bị tốc mái để hỗ trợ, đồng thời nhanh chóng khắc phục sự cố các trường học để đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường và an toàn. Ngay đêm qua, chúng tôi cũng đi tuần tra cũng như kiểm tra các cái khu vực, những cái nơi mà bão bị ảnh hưởng nặng nề để kiểm tra và có cái chỉ đạo kịp thời. Bão số 3 khiến hơn 1.200 hecta lúa của huyện Tiên Lữ bị đổ, gần 90 hecta cây hoa màu, cây ăn quả, khoảng 3.000 cây xanh bị gãy đổ do mưa và gió lớn, gần 240 nhà dân, trường học, nhà xưởng bị tốc mái. Huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng kiểm tra, dọn dẹp cây đổ, khắc phục ngay các điểm ách tắc do cây đổ để đảm bảo giao thông, bơm tiêu thoát nước tại các chân ruộng trũng. Do đã chủ động công tác phòng chống, vận động các hộ dân di chuyển đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Riêng với trường tiểu học Cương Chính, diện tích tốc mái lớn, vật liệu vương vãi trong khuôn viên trường. Bão tan thì đã huy động tất cả lực lượng từ công an, quân sự rồi ban chỉ đạo tập trung các điểm xung yếu, đặc biệt là đối với trường tiểu công chính. Đến trưa ngày nay thì đã cơ bản đã dọn được một nửa công việc và đang cố gắng khắc phục làm sao cho các cháu trở lại trường sớm nhất. Dự kiến thì có thể thì xong thì sáng ngày mai các cháu có thể trở lại trường được. Trên địa bàn huyện Kim Động bị thiệt hại hơn 2.000 hecta cây ăn quả, rau màu, lúa, 18 bụi tre chắn sóng bật gốc gãy đổ, 14 hộ dân phải di rời, đổ 500 mét tường bao, hàng trăm công trình bị tốc mái, khoảng 40 cột điện, cột truyền thanh bị nghiêng đổ. Để kịp thời ứng phó với cơn bão số 3, huyện đã chỉ đạo các địa phương giải tỏa ngay cây đổ, mái tôn, bật tốc văng ra đường, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống bão với phương châm 4 tại chỗ. Trọng tâm là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn dân cư, liên tục thông tin tuyên truyền để người dân cập nhật kịp thời tình hình diễn biến của bão số 3, không chủ quan trong phòng chống bão. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm cao, ngay từ trong đêm 7 tháng 9, cán bộ công nhân ngành điện Hưng Yên đã khắc phục nhanh các sự cố điện, góp phần đảm bảo điện, chống úng và tiến tới cấp đủ nguồn cho các phụ tải trên địa bàn. Trực bão xuyên đêm, ngay khi ngớt mưa và gió giảm cường độ, 3 giờ sáng ăn nhẹ để kịp có mặt trên đường dây khắc phục sự cố điện. Đó là công việc của cán bộ công nhân và lao động ngành điện trong 24 giờ qua khi cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong vòng 1,5 tiếng là chúng tôi xử lý cái sự cố đường dây 2 cái vôn lộ 479 E8.7 để cấp điện lại cho dân. Sau bão đã có 70 lộ truyền tải điện bị sự cố khiến cho 132 trạm biến áp ngừng hoạt động. Chỉ hơn 13 giờ khắc phục hậu quả do mưa bão, đến thời điểm này 100% sự cố trên lưới điện cao thế 110 kV đã khắc phục xong và đóng điện trở lại. Gần 90% trong tổng số 132 trạm biến áp đã được sửa chữa, thay thế và hoạt động trở lại. Các cái phụ tải ưu tiên, việc cấp điện cho các ban chỉ huy phòng chống lụt bão là 1, cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng là 2, cấp điện cho các trung tâm y tế là 3. Những cái trọng điểm quan trọng với bộ chỉ huy quân sự tỉnh, rồi công an tỉnh, với văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban, những cái điểm quan trọng liên quan đến chỉ huy phòng chống lụt bão thì là cái đấy phụ tải là phải ưu tiên là khắc phục đầu tiên số 1 vậy. Và ngay trong từng cái phụ tải ưu tiên, ví dụ như trạm bơm thì chúng tôi phải ưu tiên là những trạm bơm nào quan trọng, với trạm bơm đầu mối quan trọng thì phải ưu tiên cấp điện lại cho trạm bơm đó trước. Đơn vị phấn đấu hết ngày hôm nay 8 tháng 9 xử lý 100% sự cố và đóng các trạm biến áp còn lại, qua đó đảm bảo cấp điện cho 100% khách hàng sử dụng.
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, tại 9 khu công nghiệp đang hoạt động và triển khai xây dựng hạ tầng, do đa số các doanh nghiệp đã cho công nhân nghỉ tránh bão nên không có thiệt hại về người, các thiết bị, máy móc không bị ảnh hưởng. Tại một số khu công nghiệp có cây xanh bị gãy đổ nhiều như khu công nghiệp Phố Nối A khoảng 700 cây, khu công nghiệp Dệt May Phố Nối khoảng 100 cây. Ngay trong sáng nay, chủ đầu tư các khu công nghiệp đã xử lý cắt bỏ, dọn dẹp các cây to, không để ảnh hưởng tới giao thông. Tại khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, Minh Đức, Yên Mỹ 2 có một số nhà xưởng bị bung cửa cuốn, tốc mái, đổ tường rào nhưng chỉ bị thiệt hại nhẹ. Đến sáng nay, cơ bản việc cấp điện và tiêu thoát nước tại các khu công nghiệp đã bình thường trở lại. Tại khu công nghiệp Phố Nối A có xảy ra úng ngập cục bộ nhẹ trong thời gian ngắn. Nhìn chung, gần 600 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Ngay khi bão số 3 diễn ra, đã có nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh đã tổ chức giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão. Với tinh thần khẩn trương nhanh chóng, đã có hàng trăm các cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân và các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả sau cơn bão. Tại các tuyến đường, mưa bão đã làm nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ. Các đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cắt cành, dọn dẹp, đảm bảo nhanh chóng tạo đường thông hè thoáng, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Trong cả ngày hôm nay, nhiều trường học đã phải khẩn trương khắc phục các sự cố như tốc mái, đổ tường, thẩm rột để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh có thể trở lại trường vào sáng mai. Trường Trung học cơ sở Đoàn Đào, cơ sở giáo dục chịu thiệt hại nặng nề nhất tại huyện Phù Cừ. Hơn 600 mét vuông mái tôn bị gió thổi bay, nhiều cây xanh gãy đổ, các băng rôn khẩu hiệu bị hỏng hóc. Nước mưa cũng tràn vào một số phòng học, phòng bộ môn. Ngay trong buổi sáng, nhà trường đã rà soát thiệt hại cơ sở vật chất, huy động 100% giáo viên, tổng vệ sinh, dọn dẹp trường lớp. Xã Đoàn Đào cũng bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đảm bảo điều kiện an toàn để sáng thứ hai học sinh trở lại trường. Đến thời điểm này đã khắc phục cơ bản rồi, sẵn sàng ngày mai là thầy cô cũng như là học sinh triển khai cái hoạt động dạy học bình thường. Các cô giáo viên chủ nhiệm nhắc các con mang cái khăn lau để lau cái vị trí ngồi học. Khi có điện thì nhà trường sẽ làm khô tất cả các thiết bị đã. Từ các cái rắc cắm cũng như là bàn phím, con chuột và máy tính. Thế sau đó rồi sẽ thử từng máy một xem là có hoạt động bình thường được không. Bão số 3 còn khiến hàng nghìn cây xanh trường học bị gãy đổ. Nhiều phòng học bị tràn nước, ngấm nước. Một số trường học như Tiểu học Cương Chính, Tiểu học Trung Dũng, Mầm non Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Cường, Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, Mầm non Đoàn Đào, Trung học cơ sở Đoàn Đào, huyện Phù Cừ bị tốc mái. Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Ngay trong sáng nay, các đơn vị trường học khẩn trương khắc phục hậu quả. Nhà trường thì buổi sáng hôm nay đã huy động toàn thể giáo viên với phụ huynh học sinh ra để dọn dẹp khắc phục hậu quả sau bão để ngày mai kịp thời đón các cháu đến trường. Chúng tôi từ sáng đã chặt các cái cây đổ ở tất cả khu vực sân trường, dọn dẹp các phòng học. Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố đã yêu cầu các nhà trường duy trì chế độ báo cáo thường xuyên để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. Quan điểm nhất quán là không để học sinh đến trường nếu chưa đảm bảo an toàn. Phòng giáo dục và đào tạo đã thống nhất là những đơn vị nào mà hậu quả nặng nề thì phải báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương nếu không đủ điều kiện ngày mai học sinh tới trường. Thế tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra đến thời điểm này thì 100% các trường đã phối hợp kịp thời với lãnh đạo địa phương khắc phục hậu quả và sẵn sàng đón học sinh. Đến thời điểm hiện tại, các nhà trường đã đảm bảo điều kiện để học sinh trở lại trường học tập. Bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, mưa lớn nhất là tại huyện Ân Thi trên 200mm. Mưa và gió lớn đã làm thiệt hại, ảnh hưởng nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân và doanh nghiệp. Bão số 3 đổ bộ vào địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó mưa lớn nhất tại huyện Ân Thi trên 200mm. Mưa và gió lớn đã làm thiệt hại, ảnh hưởng nhiều diện tích lúa, hoa màu và tài sản của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có thiệt hại về người, đã sơ tán 114 hộ. Về cơ sở vật chất, nhà bị tốc mái hư hại 951 nhà, sập 1 nhà trên 9.000 cây xanh bị đổ. Thiệt hại về hoa màu ước tính diện tích thiệt hại trên 14.000 ha, trong đó diện tích lúa trên 10.000 ha, cây ăn quả 1.800 ha. Các thiệt hại khác, 5 ô tô,
6 xe máy và 2 xe cải tiến bị cây đè, 490 m2 mái chống nóng trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng 48 lồng bè cá, 4 trạm biến áp bị sập đổ. Đến 17 giờ chiều ngày 8 tháng 9, có 38 trạm biến áp chưa có điện, 84 trạm bơm mất điện, tại một số khu công nghiệp không có thiệt hại lớn. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.